không tha thì mình gọi loại mình giá mình xem những loại với mắt gì đây à, chỗ chỗ đó chặt lấy chỗ em gần không tha chặt lấy có mắt thì số cho máy chứ anh đâu có gì mà tự tí là không tha hả à. Đúng rồi thì không tha gạo không kỹ nó xem với máy hỏi lại cho bên trong để hỏi lại tăng được cái gì càng chốc càng lâu quá. À, điện nói điện ngang thì gái Đà Nẵng cái sai em xem rồi người cháu là tụi tốt mà anh có à, đúng rồi nhưng mà anh có hộ khẩu đâu không anh đấy là người quen thôi nè nhiều đứng tay giùm được không à chứ giờ anh muốn anh bị nợ bao nhiêu không có rí thì chắc chắn là ngân hàng nó làm đam bài đâu dạ ok rồi à, thì gió sai thì anh yên tâm ví dụ như anh đứng là một ông đi một đội đem anh hai tiền nữa anh chống thì câu nghe anh phải đặt phòng phải tầm 30 ngàn anh nghe tại vì sai nên đặt phòng nào cho nên anh vừa lấy anh có thì coi thôi lùng sợ để mọi người đặt giờ đúng rồi còn bây giờ phải dầm test xe mua đúng không chiếc xe qua đi á nó cái dàn này thì nắm cùng tiêu chuẩn luôn ví dụ như anh lại không phải diện cho biển chạy thôi cái à, mở bẩn rồi lên bó xăng là đặt một chút nữa để ngày mai chạy đúng tiếp yên tâm không? Thì anh gió xe anh yên tâm đây dưới xe của anh đó thì những giờ đưa tay thì trong quận không thì anh cháu được hợp đồng cái gỡ họ luật sư bộ lãnh mua đồ cái bộ lãnh công dân bằng tiền để em rút một sơn đặt sai hơn dạ nên gió xe anh yên tâm rồi đà nẵng cũng đây đứng không có tốt người ta còn cái gì trên lái không tốt đây để mua thời gian không nghe được vậy là đâu à tên tù quốc sẽ một gió này nhưng mà ví dụ như anh nhờ được bản quận năm thì đến quận năm đâu phải là một tổng đủ chi phí thế cũng lãi hơn mấy tỉnh thành khác gì đây nè không thằng màu mà đây không thằng quận năm thì thế rồi tại đây thì thế sân từng này ủ sân từng phải sân từng thế rồi bạn dạ mình nghe bên em bấm xe máy của đại biểu tổ quốc chứ còn sân tỉnh là để đi tìm mấy cái chỗ gần đâu đủ đó mà